Hello mọi người, em Toàn xin gửi lời chào thân ái nhất đến tất cả quý anh chị và cô bác. Hôm nay em Toàn có một sản phẩm để lên video cùng mọi người đây. Mọi người nhìn qua thì cũng biết rồi, nhưng mà em Toàn cũng nhắc lại với mọi người một chút. Đây là một pho tượng Di Lặc của Cutani họa tiết vẽ tay. Rất là đẹp luôn, tình trạng lành tít nhé mọi người nhé. Không có một nứt mẻ gì. Con này cái pho tượng này thì em nghĩ là nó mới đến 98% đấy mọi người nhé. Đấy, một pho tượng này thì do người ta sử dụng, người ta cũng sử dụng ít, nên là em thấy là cái pho tượng này cũng khá là mới đấy mọi người ạ. Đấy, em xin phép em đo kích thước em báo cho các bác. Pho tượng này chiều cao pho tượng này là 61 mọi người nhé. Chiều cao là 61. Pho tượng này rất là cao luôn, rất là khó tìm luôn. Những cái loại tượng mà nó thấp hơn thì em không nói, nhưng mà cái tượng mà từ tầm 60 đổ lên 61 thì là nó rất là khó luôn. Em tượng này của em là 61. Rất là tươi luôn, tình trạng lành tít, cụ Di Lặc vẽ vàng rất là nhiều luôn. Em xin phép em đo cái vòng chỗ này mọi người nhé. Lên 91 mọi người ạ. 91 rất là đẹp luôn. Đây em xin phép em quay cho mọi người xem. Đây là quạt này, vẽ vàng này. Đây những cái chỗ này là vẽ vàng rất là đẹp luôn mọi người. Bụng này. Nhìn cụ Di Lặc này lúc nào cũng nhìn lên cười tươi cười rất là yêu đời luôn mọi người ạ. Yêu các bác nào mà sưu tầm pho tượng này để ở nhà một lúc mệt mỏi, nhìn vào bức tượng này thì nó sẽ xua tan đi mệt mỏi mọi người nhé. Thì nhìn pho tượng lúc nào cũng cười rất là tươi, thì mình nhìn pho tượng cười tươi như thế, lẽ nào mình đang buồn mình lại buồn phải không mọi người? Rất là đẹp luôn đây mọi người, rất là ok luôn. Chỗ này là có một chút chảy xước thì nó cũng không đáng kể vì là đồ cũ. Nếu mà không chảy xước thì nó lại mới 100% rồi mọi người ạ. Nhưng mà những cái chỗ vết này thì em thấy là chấp nhận được, không đáng gì mà nó lại ở phía đằng sau. Rất là ok luôn, vẽ vàng rất là nhiều luôn mọi người. Đây vẽ gấm rất là đẹp luôn, nổi khối lên sờ giáp giáp rất là đẹp luôn. Đấy, mọi người đấy, cụ Di Lặc này là có đeo một bị tiền luôn mọi người nhá. Cái bị vòng qua đây đeo bị tiền rất là ok luôn, quá tuyệt vời. Em này chuyện mộc đầy đủ mọi người nhé. Rất là ok. Em xin phép là em kéo nó sát lại để em quay cho các bác xem cái họa tiết của nó. Đây nhá, các bác coi kỹ, các bác nào mà ưng thì cứ liên hệ với em Toàn nhá. Các bác cứ liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 để nhanh chốt hàng. Những sản phẩm mà to mà đẹp như này là rất là hiếm luôn các bác, nên là các bác cứ tranh thủ nhanh chóng chốt hàng với em để sau đó em còn gửi về. Em thì rất là có duyên với cụ Di Lặc này, em gặp cụ này là cụ thứ ba thứ tư ấy, mọi người nhé. Mà ngày trước rồi có một cụ cổ và một cụ nứt, cụ lành thì là cụ này là cụ thứ ba thứ tư rồi, cụ này cụ thứ tư nhé mọi người nhé. Em là thứ, em cũng không nhớ thứ tư hay thứ năm, nếu mà về cái size chiều cao nó là hình như là cụ này là cụ thứ năm ấy mọi người, cụ thứ năm hay cụ thứ tư em không nhớ, nhưng mà nghĩa là em gặp mấy cụ rồi, nhưng mà để mà lên video bán hàng thì em mới lên hai cụ thôi. Cụ này là cụ thứ ba, còn một cụ kia là em chốt cho khách rồi. Đấy, mọi người thấy chưa? Rất là ok. Nếu mà quý anh chị nào mà muốn mua thì cứ liên hệ với em Toàn nhé. Liên hệ với em Toàn qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668. Đấy, em sẽ ship về cho mọi người. Em xin phép em bê lên em cho các bác xem cái chuyện. Rất là nặng luôn. Đây mọi người này. Chuyện mộc đầy đủ nhá. Em nó nặng quá em phải để đây. Đây mọi người này, chuyện Cutani nhá. Cái này là rất là đẹp luôn. Người ta sử dụng, người ta rất ít khi sử dụng nên là nó còn rất là đẹp luôn mọi người.
em rất là kết cho luôn mọi người. Nếu mà quý anh chị nào mà muốn mua thì quý anh chị cứ liên hệ với em Toàn. Em Toàn sẽ gửi về quý anh chị. Về em sẽ bao ship về tận nhà. Em báo giá là em sẽ bao ship về tận nhà, bao bể vỡ. Có vấn đề gì thì em sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Đấy, đây em quay từ trên này cho các bác xem. Đấy, các bác thấy chưa? Rất là đẹp luôn, nhìn cái tai này. Đúng, tai to tướng làm quan mọi người. Đấy, nét mặt rất là đẹp luôn. Quá là ok luôn các bác. Đấy, các bác thấy vẽ vàng nhiều chưa? Em thấy Phật Di Lặc này là khá là ok đấy mọi người. Đây, mọi người xem này. Đấy. Toàn bộ là vẽ nổi khối hết lên nhá mọi người nhá. Em quay cho các bác xem cái chỗ bụng này. Đấy, các bác xem bụng của cụ Di Lặc rất là ok này. Cái râu này. Vòng bụng rất là đẹp luôn. Đấy nha các bác ấy. Đấy, vết trắng trắng là nó bị chảy xuống một chút đây nữa. Đằng sau này là nó có một vài chỗ nó bị chảy xước. Nhưng mà phía đằng sau thì nó cũng không ảnh hưởng gì lắm đâu mọi người nhá. Thì mặt tiền mặt trước của nó ok rồi thì không có gì cả. Vì là thực ra nó là đồ cũ mà mọi người. Em thấy quá là ok luôn. Thôi, em Toàn xin phép là em Toàn kết thúc video ở đây đây mọi người ơi. Mọi người nếu mà ai mà mua thì mọi người cứ liên hệ với em Toàn qua số điện thoại Zalo nhé. 0962 949 668. Thôi em Toàn xin chào tất cả mọi người nhá. Em Toàn xin chân thành gửi lời cảm ơn mọi người đã xem video của em Toàn. Em Toàn xin chào mọi người.